Xin chào tất cả các bạn. Trường Đại học Phương Đông ngày hôm nay rất là vui, rất là nồng nhiệt chào đón tất cả các bạn đến từ nhiều trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và đặc biệt hôm nay sẽ là một ngày rất là quan trọng, một ngày đi vào lịch sử của câu lạc bộ hip hop Trường Đại học Phương Đông khi là đã tổ chức một show đầu tiên sau 5 năm trở lại hoạt động, đã một cuộc show rất lớn kết hợp cùng với Trường Đại học RMIT. Và tôi chỉ có một lời duy nhất là xin chúc chương trình thành công tốt đẹp. Và bây giờ chương trình xin được phép bắt đầu. Vâng, xin cảm ơn anh Bùi Xuân Luân. Và bây giờ các bạn đã còn cảm thấy sức nóng để cùng với chương trình ngày hôm nay chưa? Vâng, và ngay bây giờ xin mời tất cả các bạn hãy cùng nằm lên cùng một ca khúc giáp rất sôi động của Hoàng Tự Sáng Tác.